Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp nối chương trình hôm nay sẽ là sự xuất hiện của một người quen đồng thời hai chương trình, đó chính là Việt Nam Idol năm 2007 và Sao Mai Điểm Hẹn 2008, nữ ca sĩ Nguyễn Hải Yến. Và trong tháng 1 vừa qua thì cô đã vừa ra mắt đĩa đơn Xa. Ca khúc Xa trong sản phẩm âm nhạc này của Nguyễn Hải Yến được cô trình bày theo hai phong cách, đó chính là pop ballad và acoustic. Các thành viên hội đồng tuyển chọn của chương trình cũng nhận xét ca khúc này có quãng rộng và là một thách thức đối với người thể hiện. Tuy nhiên, Nguyễn Hải Yến đã biết cách để biến điều đó trở thành lợi thế của mình, để không chỉ thể hiện được kỹ thuật tốt mà còn thể hiện được cảm xúc một cách sâu sắc nhất. Và ngay sau đây tất cả chúng ta sẽ cùng thưởng thức phần trình diễn của Nguyễn Hải Yến với ca khúc Xa, mã số bình chọn 436. Chẳng thể để ta hối tiếc ngày tháng.
Xin cảm ơn ca sĩ Nguyễn Hải Yến.